Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Hằng Văn Minh. Thì mình sẽ hôm nay mình hướng dẫn bạn làm cái nhiệm vụ mà thử thách thu phục mãnh thú của làng lá phiêu lưu ký. Tại vì có nhiều bạn là hỏi mình là tại sao cái nhiệm vụ này làm không được. Thì cái nhiệm vụ này thì bạn phải kết hợp với nhiệm vụ phụ tuyến nha. Nhiệm vụ chính tuyến là cái nhiệm vụ này đúng không? Đó là hoàn thành thu phục mãnh thú hai lần. Cái hạt này là phụ của mình, nhưng tại các chính là mình làm rồi cho nên mình mới biết. Còn hạt này là phụ của mình cho nên hoàn thành thu phục mãnh thú 0/2 đúng không? Bạn sẽ nếu mà bạn bạn phải tìm Hokage đệ tứ, ông đệ tứ rồi. Đây là đệ ngũ đúng không? Đệ tam. Đây đệ tứ đây rồi. Đây. Nhấp vô ông đệ tứ, mình sẽ có nhiệm vụ thu phục mãnh thú. Đó. À là mình trong tổ đội mình phải thoát đội ra cái. Đúng vậy. Đó. Giờ nó chỉ kêu mình là thu phục Saku Sakaku. Mình sẽ đi tới đường đó, mình đánh nó là mình sẽ thu phục được một con mãnh thú. Khi mà đánh xong rồi về là trả nhiệm vụ là được rồi, đúng không? Để còn nó ở đâu, mình cái này mình chơi phi tiêu này á thì nó có cái tốc độ di chuyển cho nên là chạy khá là nhanh. Cho nên là đi làm nhiệm vụ cũng lẹ nữa. Sakaku này nó ở cánh đồng gì đây? Là con nào vậy ta? À con này đây hả? Đó, bây giờ mình quýnh con này. Đó, bạn đánh con này thì bạn sẽ được cái kia thôi. Ok, bây giờ là vô đánh đây. Cái chỗ cái khu vực này thì nó ít người cho nên là mình đem hai ắc của mình tới để mình đánh nó luôn cho nó mau. Đó. Không có bị ai sợ bị ai KS hết. Hai con này thì đánh con nhất vĩ thì tầm chắc cũng khoảng 10 phút. Cho nên tổ đội càng đông thì bạn đánh càng dễ nha. Mình khuyến khích là mấy bạn nên sử dụng cái tổ đội đông người chút để cho nó đánh cho nó dễ. Không có gì hết. Mình sẽ tua nhanh đoạn này nha. Between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Bây giờ là
mình cho cái ác kia là tôi nghĩ đánh để nó cho cái ác này nó chết màu không. What the hell gì vậy? Hồi sinh nó phải tốn một đoàn khóa. Cái gì vậy, sao lại chết nhỉ? Không sao không sao, còn khúc cuối thôi. Đó. Đó, bây giờ là bạn sẽ có nhiệm vụ phụ nè, tìm về Rasa. Rasa thì mình dùng thổ địa phù, mình sẽ về làng. Ok, để tìm Rasa để nhận nhiệm vụ tiếp tục. Thì nó chỉ có hai cái nhiệm vụ bạn thu phục mãnh thú thôi. Thì bạn hoàn thành cái Rasa này một lần này xong rồi. Đây. Đó, bạn sẽ được một đống tiền. Đây, hoàn thành thu phục mãnh thú một rồi thấy không? Đó, đó là cách mà bạn thu phục mãnh thú nha. Thì mãnh thú này thì gồm có là sao, giống như là nó sẽ cho bạn cái đánh xong thì bạn sẽ được lệnh bài và điểm. Sử dụng lệnh bài thì bạn sẽ được cái điểm bao tay, và sử dụng điểm bao tay thì bạn để đổi cái bao tay Hokage. Khi sử dụng lệnh bài nó sẽ có tặng 5 điểm Hokage bao tay. Thì mình cũng chưa biết là đổi ở đâu, nhưng mà chắc là mình sẽ tìm hiểu sau vậy. Ok. Giờ mình sẽ đi làm luôn con kia để coi nó làm cái gì. Phải đứng gần đây nữa, gần đó nữa hả ta? Rồi, bây giờ là đến chỗ Nhất Vĩ rồi, hai người cùng làm nhiệm vụ luôn. Đó, bây giờ là sẽ đánh tiếp tục lại, phải chờ nữa. Không sao, chờ khoảng chừng 5 phút nữa là ok thôi. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Sau khi bạn đã theo dõi thì nó cũng xong rồi cái nhiệm vụ đó rồi, thì nó gồm là giờ mình chỉ cần về gặp Rasa nữa là xong. Làng mày rồi, mình chỉ cần về gặp Rasa là mình có thể trả được nhiệm vụ. Đó thì nó cũng như đó thôi. Giờ mình giờ bước tiếp theo là làm hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần hoàn. Nhiệm vụ tuần hoàn thì bạn làm kiếm Hokage để ngủ cho mình. Đây cái bà này cũng vậy, thì nó sẽ cho nhiệm vụ tuần hoàn cho bạn làm đó.
Đó là nhiệm vụ mãnh thú. Với bạn nào chưa biết thì nhớ làm theo mình thì mọi bước đều được, nhưng mà có một cái là bạn phải có một cái tổ đội gì kiểu như là mạnh mạnh một chút, đánh nó mới mau được, còn không thì phải chịu thôi, hơi lâu, nhưng mà sợ bị KS, ghét nhất là bị KS thôi, chứ còn không không thì lâu cũng không sao. Thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký channel của mình. Nhớ đăng ký thì nhớ nhấp cái chuông để nhận video sớm nhất nha. Rồi bye bye bạn. Take a body's high.